Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay thuộc hai mỗi ngày sẽ cho các bạn biết về các cái công dụng của cây đinh lăng. Và hôm nay mình sẽ được hân hạnh giới thiệu cho các bạn biết về vườn cây đinh lăng của nhà mình, và mình luôn tiện đây mình sẽ cho công dụng của nó cho các bạn biết. Đó. Rồi, xin chào các bạn. Đây là vườn cây đinh lăng của nhà mình đó các bạn. Đó, vườn cây này mình đã trồng được hơn 1 năm. Đó. Này, đây là vườn cây đinh lăng của nhà mình. Sau 1 năm cây nó được từng này đây các bạn. Và hôm nay mình sẽ cho các bạn biết được công dụng của nó. Nó có những công dụng gì mà mình phải trồng như thế này. Rồi, cây đinh lăng thì nó có rất nhiều loại các bạn ạ. Cây đinh lăng lá nhỏ, cây đinh lăng lá to. Rồi, cây đinh lăng lá tròn, cây đinh lăng lá dĩa, lá răng và cây đinh lăng lá bạc. Đó. Có cái đinh lăng lá vàng này các bạn, nhưng tốt nhất là cái loại cái đinh lăng lá nhỏ như thế này. Này, đinh lăng lá nhỏ như thế này đấy các bạn. Đó, nó đinh lăng lá nhỏ như thế này. Và hôm nay mình sẽ cho các bạn biết được cái công dụng của nó. Nó rất có nhiều tác dụng các bạn. Và công dụng thứ nhất của nó là nó chữa các cái bệnh mà lười hoạt động và mệt mỏi, người bị mệt mỏi các bạn. Là các bạn dùng cái rễ đinh lăng phơi khô, thái mỏng và sắc lấy nước uống các bạn. Rồi, chữa tắc tia sữa, căng vú khi cho con bú á. Thì cái này các bạn lấy cái rễ này và các bạn sắc lên, các bạn uống một ngày 2 đến 3 lần là nó sẽ hết. Rồi các bạn chữa lành vết thương và chữa sưng đau cơ khớp á. Các bạn bị vết thương và sưng đau cơ khớp thì các bạn có thể dùng cái lá đinh lăng này, các bạn giã nát, các bạn đắp lên, vết thương chảy máu là nó sẽ cầm máu, rồi nó sẽ đau cơ khớp thì các bạn cũng đắp lên đó là nó sẽ hết. Rồi cái bệnh thứ tư đó là chữa chứng thiếu máu. Những người nào bị bệnh thiếu máu là có thể dùng cái lá đinh lăng này sắc cùng với cái hoàn tinh này, thục địa này, hà thủ ô này, rồi tam thất này, các bạn tán đều và lấy ra sắc uống. Đó, những cái thứ đó các bạn lột ra các bạn và các bạn sắc uống. Rồi, chữ 5 là trị sốt lâu ngày, sốt ho lâu ngày á, nhức đầu, nước tiểu vàng, rồi đau tức ngực. Đó, là các bạn có thể lấy cái rễ này. Đó, lấy rễ, lấy cành, lấy lá chỉ được. Rồi các bạn bỏ với vỏ quýt, vỏ chanh, lá tre tươi. Rồi vài cái rễ, cành, lá sai hồ, rau má tươi, chua me đất, cam thảo. Rồi các bạn tắc lên lấy nước uống là nó sẽ hết. Đó, đây. Đây là vườn cây đinh lăng đấy các bạn. Đó, mình trồng sen nó có su. Rồi. Đó. Rồi, có thể chữa cái chứng liệt dương các bạn. Nó có thể chỉ chứng liệt dương. Đó là các bạn dùng cái rễ này. Rồi, ý dị, hoài sơn, hà thủ ô, hoàn tinh, long nhãn, kỳ tử, đó, và cảm nếp, đó, mùi vị 12 gram, rồi cao bả long, trâu cổ mồi, sa nhân, là tất cả các bạn trắc vào lại nước uống là nó sẽ hết. Rồi giúp bồi bổ cơ thể, trì dị ứng, những ai bị dị ứng có thể lấy cái lá này ăn là sẽ hết. Rồi bồi bổ sức khỏe cho sản phụ, người mới ốm dậy. Theo như mình biết thì những người mà sinh nở với mới ốm dậy thì các bạn có thể dùng cái lá này, các bạn nấu cùng với cháo cháo trắng á, các bạn ăn là nó sẽ đỡ. Rồi phong chứng co giật ở trẻ thì các bạn dùng cái lá đinh lăng này, rồi các bạn phơi khô nén vào gối cho các bạn nằm, hoặc là các bạn có thể nấu nước cho trẻ tắm là nó sẽ hết các bạn. Nó rất nhiều công dụng như vậy.
rồi trì chứng ho lâu ngày không dứt. Ho lâu ngày không dứt thì các bạn dùng cái rễ đinh lăng này, nghệ vàng, rễ cây râu, đầu xanh, bạch hồ, rau tần dày lá, rồi củ xương bồ, gừng khô và nước là các bạn sắc lên các bạn uống là nó sẽ hết. Trì bệnh gút, đau lưng, tê khớp, mỏi gối là các bạn dùng cái canh đinh lăng này, rồi các bạn rắc lên lấy nước uống. Đơn giản như thế thôi mà chữa được cái bệnh gút được các bạn. Bệnh gút là hiện tại là nó tốn rất nhiều tiền mà nhiều người đang đau nhức vấn đề về vấn này này. Rồi trì chứng mất ngủ. Chứng mất ngủ thì các bạn dùng cái lá đinh lăng này, lá vung, tang điệp, liên nhục, tâm sen, các bạn sắc lên, các bạn uống một ngày hai lần là các bạn sẽ hết. Đó, và trên đây là mình đã cho các bạn biết được 12 công dụng của cây đinh lăng. Đó, 12 công dụng của cây đinh lăng. Đó, là nó có thể giúp bạn có được một cuộc sống nó tốt đẹp hơn. Đó, một cuộc sống nó sức khỏe hơn. Đó, và sau đây mình sẽ xin chào quý vị và các bạn. Mình hôm nay mình đã chia sẻ từng đó thì quý vị các bạn mà thấy hay thì hãy bấm like video. Đó, và bấm cái nút đăng ký kênh ở phía dưới để ủng hộ mình. Bye bye.